Nóng đúng kiểu rơi dày vậy anh nhỉ. Ui. Mày 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 đấy, cái là. Ôi nào ơi. Ui, chảy hết mỡ ra rồi. Như là ui, chảy nước à. Nóng thế, trên cái mặt tôi nước lên. Lật lật lật. Ấy. Ui, nước đỏ này. Nước 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 chín đấy, mỏng dãy nhá. Mình giã bao nhiêu mỡ rồi mọi người ạ. Kiểu con này lại ngon đấy. Rồi. Dạ. Lật cái. Ui. Khổ quá luôn nhỉ. Ủa dưới không bằng lắm nhưng mà mặt tiền nữa. Con này cầm 5-6 cân, nó lại 2-2 cân. Bây giờ mình sẽ độ nóng của mái tôn cho mình nhá. Đây là cái chảo à. Đây. Nó bỏng luôn. Xét độ nóng bằng chỉ gà nhá. Cái chảo này mình để cùng với cá khoảng tầm từ sáng ấy. Mình cho láng láng một dụ. Nói chung là không phải giải thích nó nóng. Nhanh nhanh nhanh, bỏng quá. Mình phải đi dép đây này. Bỏ lên. Và tránh cái ô ra một tí. Đấy. Và thế này lại lóa. Rồi rồi rồi, thế rồi, ok nhá. Ok. Anh ơi, chín luôn, chín luôn. Chín luôn. Ui ơi, nó sâu đấy. Kinh kìa. Quá kinh khủng luôn. Mọi người thấy cái mái tôn nhà mình như thế nào rồi đấy. Thôi bây giờ mình cứ để đây nhá. Đó, rồi chín cái cá với lại cái này để đến chiều luôn nhá. Ui trời, có mà nó khô bốc hết luôn. Đây. Đi. Đây sẽ là màn test nhiệt độ ở ngoài đường nhá. Đúng nhựa, đúng nhựa, đúng cái lớn đấy mọi người. Nó bỏng nhưng mà không thể bỏng bằng mái tôn được. Thì sẽ là... Có đấy không? Có đấy không? Không, không ăn thua. Mái tôn mà... Không ăn thua thật. Không ăn thua bằng. Riêng trên mái tôn ấy, thì cái chảo đấy nó lại màu đen đó mọi người ạ. Nó cực kỳ đấy, mình rán nó một lớp mỡ ở dưới cái cũng chảo. Cũng xoăn cơ. Cũng xun đấy. Đây. Đang nóng dần đấy. Đấy, thấy đấy. Cái màu trắng nó chuyển chưa? Chuyển màu đấy. Dần. Mình sẽ để đây đến trưa, đến chiều. À không, không để được. Tại vì còn xe thôi kệ đó. Không ăn thua bằng mái tôn nhà mình. Mái tôn nó mới bỏng thôi nhỉ. Úi dồi ôi, anh ơi, quá chưa được. Bỏng ơi. Úi, rất nóng nhá. Úi, chặt chặt. Úi, nhìn quả trứng này. Quả tiêu liều á. Nhìn quả trứng nhá mọi người. Ăn đi. Trời. Đây gọi là cô đét mò nang nhá. Nó không phải chín theo kiểu chín trứng à, chín nó không theo kiểu theo chín lửa mà nó kiểu bở như kiểu là trứng sấy nhỉ, xin miếng giòn tan. Nhưng mà ăn nó kiểu gì á, kiểu nó vẫn sống, nó khô mà. Đây còn đây, ui sản phẩm của anh em mình chín luôn ở đây rồi mọi người. Đây. Ui, nó tọp lại ghê này nhỉ. Như kiểu là cá nướng hơ qua thế rồi. Sáng cơm anh cập ấy. Đấy, ui vẫn còn nước này. Nào đi, em chụp người ra. Làm gì hả? Nào, ăn bây thử ăn đi. Ôi. Lăn đi. Em ngu đấy à. Bây giờ anh em mình sẽ đem con cá này xuống nướng, tức là hơ qua một lượt nữa để chén nhá mọi người nhá. Hơ qua đấy. Tại vì kiểu như thế này mình nghĩ là cũng chưa ăn được đâu. Đây này. Ui. Đúng đây mà đây. Cái này nhìn trong nướng nhanh chín nhỉ anh nhỉ? Ờ. Ấy, chín rồi luôn hay sao ấy? Ừ. Cái nước nó chưa chín nữa. Cái nước anh ăn được một khúc ấy. Đó, thử miếng nào. Dài à. Chưa nhỉ? Chưa. Chín nữa. Chín này chưa phải nhanh lên, bỏng quá. Kiểu chín rồi, ăn thử mà xem. Mang xuống không, không chẳng ăn được. Mang xuống. Giờ mang xuống dưới đã. Ăn đây, sang đây cho nó nặng. Tao nghĩ như chín rồi đây này. Vừa ra được này. Chưa. Ừ, nhưng mà nó dai nó lắm. Nó chín nhưng mà nó vẫn còn ở bên trong ấy. Cả phơi một nắng. Nắng này hơi căng ấy nhỉ. Ăn nó hay lắm. Kiểu như là nó nắng quá nó chín theo kiểu sấy á mọi người ạ. Không, bây giờ anh em mình vẫn phải đem nướng đi ăn nó mới ngon chứ ăn kiểu này không ngon đâu. Đúng rồi. Đi xuống dưới cho nướng. Cái quên ra đây để nướng. Anh xả nó vì nó đã khác rồi anh nhỉ. Ờ. Anh ấy cho cái tờ nó vào đây này. Rất là nhanh chín đấy mọi người nhé, khoảng tầm 15 phút đổ lại thôi thì nó chín rồi nhưng mà chín nắng. Con này tầm 5-6 cân.
con thì anh em mình phải nắng phải mốt mất hai con thì anh được. Mốt bắn gì mà to này thôi. Rồi, rồi. Dạ, ăn nặng quá. Chín lật cái là chín luôn mọi người ạ. Mâm xuống đây thì mới hớt được nó. Ơi con chuột nó đâu anh? Đẩy 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 cái mâm đầu từ đầu răng đấy. Đấy xời ơi. Sao đây đẩy mâm đi. Nhìn ngon nhỉ. Thơm đấy. Đấy chứ. Rồi đây đây. Okay. Ngon chưa mọi người? Đây. Đây. Đấy. Thấy, đây 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 đây. Đây đây. Từ từ. Quá ngon. Lật lại cho mọi người xem hẳn hoài nhá. Bên mé bên đây nhá. Úi bỏng bỏng bỏng. Ui đây. Úi giòn không? Thơm nhỉ. Đây. Đây. Cho mọi người xem nhé, mời mọi người nhá. Ngon lắm, ngon lắm. Để thử nhá. Em xin đúng không? Quá. Đây, chấm nước chấm đây. Quá đây. Hả? Món này gì à? Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Món này đẳng cấp đấy mọi người ạ. Đây này. Chắc là không có tí mỡ nào đâu mọi người. Đấy, mỡ chảy hết đấy. Đây. Nghe nhá. Thơm nhỉ. Nghe nhá. Chị nó chắc không nhỉ. Rồi chín ạ. Rất là nhanh chín nhá mọi người nhá. Nó dài nhá. Nó dài do nắng. Mình làm là phơi nắng nó rất là dài nhá. Không còn tí mỡ nào luôn. Ngon tuyệt lắm, bố ăn luôn. Tỉnh của mèo. Em thử ăn dưới cái con bụng này trong tâm ăn con bụng đấy. Úi xời à. Sau đây món đệ sẽ di đi cho mọi người quả. Gọi là gì? Bánh bánh tráng cá, cá chấm. Thiếu, vẫn thiếu một tí bún nữa mọi người ạ. Đây. Như chuột đây. Chắc chưa, chắc chưa. Cái này thì hết chờ luôn. Ngon không? Ngon không? Nha, cho một miếng thịt chuột vào nha. Hai miếng. Ăn to, ăn to. Đấy. Bắt đầu. Cho ít rau răm mà. Rau thơm mà. Kìa, rau mùi tàu ấy, rau mùi tàu. Rau mùi. Trời, cái gì em chẳng ăn được. Đấy, thiếu tí bún nữa quấn thì hết rồi ấy nhỉ. Còn gì nữa? Thế rồi. Quấn lại. Để có đuôi này làm này. Số ôi. Biết ăn biết thưởng thức ấy. Đấy. Đó nào. Đổ nước vào đây. Đổ làm gì chấm luôn vào đấy chứ đốt thế. Ngập luôn à? Ừ, ngập luôn. Đúng luôn nhỉ. Ừ. Mới đây là mọi người nhé. Quá ngon. Ngon hơn lại luôn. Ừ. Ngon lắm. Đấy, mọi người xem nhá. Cái da của nó thì giòn nhá. Đấy. Đấy. Thịt của nó bên trong thì hơi bở một chút. Mình nghĩ là do kiểu nắng. À không phải bở mà nó dai dai bở bở nhá. Mình thấy nó kiểu gì ấy nhá. Cũng không hiểu lắm. Da ngoài thì rất là giòn. Đấy này. Nó ngon rất chảy mỡ luôn này. Nó chảy mỡ với nước đi á. Nhưng nó sẽ kiểu như kiểu phải tả như thế nào. Cái này thơm. Để mình phải thử lại một miếng nữa để mình tả lại cho mọi người nhé. Đây mình phải thử lại một miếng thật là cẩn thận cho mọi người. Cho trong thơm mà ngon lắm anh ạ. Đó cho chim một tờ nào. Đây. Đây. Em lấy lên nhá. Mé bên đây lên xem bên nào giòn hơn. Tục. Đây. Này. Đây ui, thịt nó nhá. Thịt nó kiểu gì ấy nhá, nó hồng hồng nó hồng lên nhá. Mà nó da nó giòn nhá. Thịt nó vừa dai ấy, dai dai lại bở bở. Đấy, kiểu nó ăn nắng cả ngày. Mùi tàu. Ăn miếng cuốn đấy nhá. Có cả cá nha. Có cả rau nha. Có cả dưa chuột nha. Đủ chất, nó lại uống nước của cà đúng không ạ? Mình sẽ ăn để thử cho mọi người xem cái vị của nó như thế nào, nó chưa rõ lắm. Thơm à. Anh cho cái rau kia vào được. Cháu hết rồi.
Thơm nhỉ? Nó ngon theo kiểu rất là ngon đấy. Nói thật, kiểu như nó lạ, ăn nó kiểu lạ mà nó kiểu gì nhỉ? Nó ngon. Ngon theo kiểu rất là ngon đấy. Nó hơi bẩm, có một dai, có dai, có giòn. Hả? Thơm. Ừ. Đó. Ngấm, ngấm ra vị chả. Hôm trước em xem nè, người ta ăn đấy. Ui, cái vịt này nhá, vịt này ngon. Vịt nó ngon, là cái gì nhỉ? Con cười lắm. Vịt nó ngon rồi đó. Ừ. Kiểu ngon không tả được ấy. Nó ngon theo kiểu kiểu gì, nó khó tả lắm. Cá kiểu cá một nắng khô, nó chưa khô hẳn đấy, nó vẫn còn nước bên trong, nhưng mà cái nước đấy vẫn là nước ngọt đấy. Anh cho em biết cái dấu à, mình chẳng biết dạng gì mà khá là rất là ngon. Em chưa ăn thì dâu trong cua này. Đầu tiên là cá một nắng. Hỏi có gì đâu. Ngon lắm. Cá một nắng, mực một nắng thì mình ăn rồi. Cá một nắng nó kiểu khác, mực một nắng nó giòn. Đó. Ăn không vậy, ăn vã vậy. Ăn này nó mới không ngơi. Ăn này nó mới thơm, mới vừa thơm vừa ngon. Giòn nhưng ngon. Ừ. Ăn không còn ngon hơn á. Em ẻm này. Nguyên vị cá. Dai giòn. Tuyệt vời lắm rồi nhỉ. Lúc trưa này nắng há mồm, chiều lên đây lại mát nhỉ. Há cứ rồi mọi người ạ. Ở dưới này nha người ta, ở dưới này nha, vẫn hợp cơ. Vẫn nhập hơi nóng rồi, lên đây lại mát. Như này thoáng. Sẽ cho mọi người cảm giác giòn như thế nào. Ừ. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Ừ. Giòn cực kỳ luôn nhá. Phải nói là không biết tả kiểu gì cơ. Nói bạn hả? Anh ơi, bố anh dám ăn cái ốc của nó. Ốc à? Ốc của nó trong gỏi ấy. À, ốc bóng hả? Xem vịt nó nào không vậy không nhỉ anh ạ? À? Ê, xem nắng tươi nó khô hết ốc rồi anh ạ. À. Con này là mất ốc rồi đấy. Mổ quên mọc mang. Cái này nó cũng cảm giác, mình cảm giác nó giòn lắm nhá này. Nó vàng này. Mình cảm giác nó giòn kiểu như một cắn một miếng rồi ấy. Ấy. Ngon thật. Ừ. Nhưng mà cái loại này là xương. Ôi kỹ kéo giòn tan luôn đấy. Béo béo là ngon anh nhỉ. Nỏ hết mọi người. Không thấy mà đấy. Ra trò đấy. Ừ. Chẳng thế à, có lên 6 cân anh em mình đã. Cái 2-3 cân.